nhà mới bắt được con mực này nha. Bạn ấy phải hơn cân rồi, đang có sống nha các bạn. Kéo lưới sống đi bắt đầu để làm giỏi rồi. Là mấy con ghẻ mới bắt được niên rồi các bạn nhá. Bắt niên rồi. Cứ lên sống luôn. Đéo thôi. Anh em mới bắt được con mực đấy nha. Bạn ấy phải hơn cân rồi, đang có sống nha các bạn. Kéo lưới sống đi bắt đầu để làm giỏi rồi. Ta mình dị duyên nhớ phải mực luôn. Đó, đang có sống nha các bạn. Đó, sống à. Làm được giống con mấy năm ơi. Rồi đi kéo lưới không được các bạn nè. Kéo một vài thẻ cá thôi, nước không trôi nữa nha. Không có cá thì đây, bắt được con mực là đây, con mực lá nha. Làm cái nước nha. Cầm sồi của anh nha, cầm sồi nè. Bóc lá ra nè, bóc lá mực ra nha. Có nè, bảy người ăn nè. Bảy người ăn là ăn ỏi thôi. Mực vừa bắt mới liền luôn. Bây giờ mới có 2 giờ ăn đúng không chứ giờ. Là mấy con ghẻ mới bắt được niên rồi các bạn nhá. Bắt niên rồi. Giữ lên sống luôn. Rồi mới bắt niên còn sống cả chô. Cá là mới bắt niên nhá, bắt đầu được phải bao để luộc à. Lọc à. Tí nha. Điệp này. À, lôi ra lưới bọn nó có hơn thẻ cá mới mới ghẻ thế này nha. Tôi thấy anh đổ bao và luộc cái chú ra. Đó. À, mới cá này để sáng ăn rồi. Cá bi nha. Cá gãy. Lòng phá được. Là rau để tiết là ăn gỏi nha, có là thơm nha, có là dứa nha. Thơm,
Tao đang còn chạy rơi điểm khác đánh nha các bạn. Có cái ở đâu bực lớp ba và luộc luôn chú à. Anh đây không à? À anh đây không? Không ạ. Nhưng mà sao đi mà sao đi? Quá ngon quá.
quá ngon. Bia là nghe bia là ổng đánh được nhiều bóc câu à. Rồi mà em đi mong muốn à. Tuyệt vời rồi, anh nhớ là phế hả? Ba mẹ ông mời các người mời anh em, mời các bạn nhá. Quậy dù tốt rồi mời các bạn nhá thì đó là mẹ như cái luôn. À, tôi lấy bươm. Anh có gọi là tôi ăn rau luôn. À, thôi. Nhớ ăn hết nó mệt vui quá luôn mẹ mua mình đi ngủ quá em à nước rồi. Mới đây hòa một bậc nữa tới sống chịu không phải chịu không ừ hòa tự chịu không biết gì cả không khóc thì chẳng phải biết được anh em không bia mà chơi gì cũng nhớ các bạn đã mà không nhớ uống bia không đủ đâu anh lại không cãi không cãi đưa đưa cái bát tôi nghiệp à. Dạ é luôn. Trước thì biển bố là quyền về lãnh thổ nha. Có anh gọi ông giữa cái đúng gì. Ủa bà thế chẳng. Ông giải ngon quá. Quả chú ông thả ra. Để nhớ lại đi luôn. Lại bị nhiều hốt thấy cả bạn. Là lúc, quả là lúc. Này. Quả tay mà chỉ động được. Không, phải ông nước phận luôn. Búc ra em. Ừ.
bây giờ người ta cải lấy ba rồi bạn ơi. Với cả nhà nhá. Cho anh cả lai men biết rồi. Cú lắm chứ không? Gì? Cú á. Bà làm tươi phải cá như đẹp đi, cấm như hoàng.